Ủa mẹ ơi, 200% nhân đậu của con là gì hả? Mẹ con có 200% luôn hả? Con cảm ơn mẹ nha. Hello Hạnh. Cái gì? Mẹ nói mày là bạn thân của tao, mẹ ghét tao vậy hả? Mày ghét tao có gì hả? Mày đừng có nói như xạo nữa. Bực bội quá đi. Bạn có thật sự yêu cô ấy không vậy? Nên các bạn cũng lừa dối cô ấy hả? Mẹ ơi, con về rồi đây. Nãy con có nghe mẹ nói chuyện bàn sớm. Sao khỏi sao mẹ? Mày biết mẹ đã làm gì chưa? Con có nghĩ chế bạn bè của con, con có chia cái người yêu của con luôn rồi đó. Mà sao mẹ ghét con thế hả? Mẹ ghét con ruột của mình. Được thôi, con sẽ nói với ba vậy, giải hết cho mẹ. Bạn yêu ơi, cho mình xin lỗi nha. Hồi đó mình hiểu lầm rồi. Không có, mình hiểu lầm thôi mà. Hả, lỗi cho mình nha.